cả các bạn. Kinh doanh online đang là một xu thế và sự thật có rất là nhiều bạn đang dùng kinh doanh online giống như một nghề tay trái. Nhưng đa số chỉ dừng lại ở mức là post bài lên Java hay là post lên Facebook cá nhân. Nếu mà chỉ dừng lại ở mức độ đó, tôi xin nói với các bạn rằng trong vòng 6 tháng, 90% các bạn sẽ bị phá sản. Bạn muốn biết vì sao không? Hãy tham khảo các bài học phía trong của chương trình này. Nếu bạn đang có dự định kinh doanh online nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc là bạn muốn kinh doanh online nhưng mà với số vốn là 0 đồng, hoặc là bạn đang kinh doanh online mà chưa thật sự hiệu quả, thì đây là khóa học dành riêng cho bạn. Khóa học khởi nghiệp kinh doanh online với 0 đồng sẽ giúp bạn xây dựng được một mô hình kinh doanh online của các bậc thầy hàng đầu trên thế giới. Bạn sẽ có một hệ thống kinh doanh online bài bản có tính kế thừa và giá trị mang lại ngày càng tăng lên theo thời gian. Bạn sẽ biết cách kiếm được đơn hàng và gia tăng quy mô. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký khóa học khởi nghiệp kinh doanh online với 0 đồng.